vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc Chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tuyên Quang tăng bậc trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021. Cựu chiến binh Điện Biên thi đua hướng về ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Lào Cai đặc sắc cuộc đua vó ngựa trên mây. Dự báo về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối của chương trình. Trước hết là phần tin, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam vừa công bố PCI của tỉnh Tuyên Quang tăng 2 bậc và đứng trong top các tỉnh có thứ hạng khá với sự cải thiện lớn thông qua điểm chỉ số 10 thành phần và vị trí xếp hạng PCR. Điều này đã phản ánh chất lượng điều hành hiệu quả của chính quyền địa phương. Chính quyền tỉnh Tuyên Quang đã tích cực hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp tìm cách tháo gỡ các vướng mắc, linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà đầu tư. Đó là đánh giá cảm nhận của nhiều doanh nghiệp về tính năng động của chính quyền địa phương. Đây cũng là chỉ số được đánh giá cao nhất trong bảng kết quả 10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh Tuyên Quang năm 2021 với sự tăng điểm từ 5,72 điểm của năm 2020 tăng lên 7,01 điểm năm 2021. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Tuyên Quang tiếp tục tăng 2 bậc so với năm 2020 và xếp hạng thứ 29 trên bảng xếp hạng chỉ số PCI với 64,76 điểm nằm trong top khá của cả nước. Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã và đang mở ra những cơ hội quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương cũng như thích ứng trong điều kiện bối cảnh mới. Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã đưa vào danh mục đầu tư 88 công trình nhằm phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, xây dựng cơ sở hạ tầng 20 công trình ở các xã khu vực 3, 35 công trình thuộc các thôn đặc biệt khó khăn, duy tu bảo dưỡng 5 công trình thuộc thôn đặc biệt khó khăn, xây dựng 25 công trình thuộc các xã khu vực 2, khu vực 1, 2 công trình cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ nông thôn. Qua đó đã tạo diện mạo mới trên các vùng quê, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững. Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đang triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 với 10 dự án trọng điểm như giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, chú trọng phát triển giáo dục đào tạo, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong những năm qua, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu luôn chú trọng phát triển giao thông nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương, đặc biệt đối với những vùng đặc biệt khó khăn. Dự án đường hành lang biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai với tổng chiều dài gần 28 km với tổng số vốn là 340 tỷ đồng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương do Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Được khởi công từ tháng 1 năm 2022, được đầu tư với mục đích phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới, xã Xin Suối Hồ và nó có ý nghĩa lớn trong việc phát triển du lịch đối với bản du lịch văn hóa cộng đồng Xin Suối Hồ. Đến nay, với sự nỗ lực của chủ đầu tư cùng các đơn vị nhà thầu, dự án đã hoàn thành khoảng 40% khối lượng. Theo kế hoạch, dự án sẽ bàn giao và đưa vào sử dụng vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông tại huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu là rất cần thiết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch nhằm thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển du lịch, hướng tới mục tiêu phấn đấu đưa du lịch Sơn La trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn vùng Tây Bắc và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh Sơn La đã triển khai các giải pháp và đề ra các định hướng trọng tâm để phát triển du lịch như đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện được công nhận năm 2025, xây dựng vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La thành khu du lịch cấp tỉnh, xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch đồng bộ, an toàn, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và các nhu cầu khác của khách du lịch. Đổi mới công tác quảng bá xúc tiến, áp dụng công nghệ 4.0, phát triển du lịch thông minh, hình thành các tour du lịch mới, phát triển thị trường trong nước và quốc tế. Mục tiêu đến năm 2025, tổng lượt khách đạt 5,2 triệu lượt, trong đó 0,5 triệu lượt khách quốc tế và 4,7 triệu lượt khách nội địa, tăng trưởng bình quân về khách quốc tế từ 20% đến 25% trên năm, khách nội địa tăng từ 10 đến 15% trên năm.
Thưa quý vị và các bạn, hướng về kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thời gian qua các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn của tỉnh Điện Biên bằng những việc làm cụ thể, tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và phát huy phẩm chất đẹp của người lính Cụ Hồ. Phát triển mở rộng diện tích trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, tập trung chăn nuôi gia súc gia cầm, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập đã được nhiều cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện trong thời gian qua. Mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, các cựu chiến binh trong tỉnh lại cùng nhau ôn lại kỷ niệm và chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Nên là hội cựu xã cũng chỉ đạo các hội cựu tham gia về sự đóng góp, nhất là giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đang được các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện đó là Đại hội cựu chiến binh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, vừa nhằm đề ra kế hoạch để thực hiện trong thời gian tới, vừa là đợt sinh hoạt chính trị chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4. Từ ngày 16 tháng 2 năm 2022 đến ngày 29 tháng 3 năm 2022, thì Hội cựu chiến binh huyện đã tổ chức lãnh đạo và chỉ đạo các cơ sở hội đã hoàn thành cái Đại hội cựu chiến binh các cấp lần thứ 7. Kết quả là 13 trên 13 cơ sở hội đã hoàn thành được cái Đại hội cấp cơ sở. Đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương, Hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh Điện Biên đã nêu cao trách nhiệm không ngừng xây dựng hội ngày càng phát triển về cả số lượng và chất lượng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đặc biệt, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đồng chí ở Hội cựu chiến binh các cấp có những cái gặp gỡ, chia sẻ, động viên đối với các đồng chí để cùng với cả nước có những hoạt động thiết thực kỷ niệm hướng tới ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Phát huy tinh thần chiến thắng 30 tháng 4, các cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã và đang đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng và phát triển quê hương, để lại dấu ấn đậm nét về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu uy tín, nhiệt tâm, tận tụy với hoạt động hội và lợi ích của xã hội, được cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá cao, nhân dân tin yêu và quý trọng. Thưa quý vị và các bạn, giải đua ngựa đặc sắc mang tên Vó Ngựa Trên Mây do khu du lịch Sangua Fansipan Legend tổ chức đã đem đến những màn tranh tài kịch tính và vô số trải nghiệm độc đáo cho du khách tới Sapa, Lào Cai. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi các sự kiện văn hóa thể thao đặc sắc kéo dài trong suốt kỳ nghỉ lễ 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 tại thị xã Sapa. 30 nành ngựa xuất sắc đến từ các địa phương trong tỉnh như Bắc Hà, Simacai, Bát Sát và một số tỉnh khu vực phía Bắc tham gia tranh tài tại cuộc đua Vó Ngựa Trên Mây lần thứ tư. Ngay sau lễ khai mạc, các nành ngựa và ngựa đua đã ganh đua quyết liệt để chọn 3 ngựa đua xuất sắc thi chung kết sơ loại bảng A. Sau cái dịch giã này thì lại được khôi phục lại, thì chúng tôi rất hào hứng. Tuyệt vời nhất được đua ở đây thì đó là địa điểm đua ở đây là một thung lũng hoa hồng rất đẹp. Cuộc đua Vó Ngựa Trên Mây đã tái hiện nét đẹp văn hóa đua ngựa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao Sapa, Lào Cai và Tây Bắc, góp phần thu hút du khách đến với khu du lịch cáp treo Phan Xipang Region Sapa nói riêng và thị xã Sapa nói chung. Rất là vui, cảnh rất là đẹp mà nó có một cái ấn tượng là như là chắc là không thể nào quên luôn á. Đây là một cái sản phẩm được liên kết kéo từ Bắc Hà, giải đua ngựa truyền thống của Bắc Hà tới Phan Xipang do những đồng bào dân tộc thiểu số không những của Lào Cai mà hiện nay là những tỉnh lân cận cũng đã tham gia vào xây dựng cái chuỗi sản phẩm này, vừa là phát huy bản sắc văn hóa vừa là đem đến cho du khách những cái trải nghiệm hết sức thú vị. Các vòng loại của cuộc đua Vó Ngựa Trên Mây lần thứ tư sẽ diễn ra liên tục trong ngày 29 tháng 4 và 30 tháng 4. Vòng bán kết sẽ diễn ra vào sáng ngày 1 tháng 5 và vòng chung kết sẽ diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 5 tại Vườn Hồng Gadi Cáp Treo thuộc khu du lịch San Juan Phan Xipang Legend. Dự báo thời tiết cho các tỉnh trong khu vực đêm 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 năm 2022. Lào Cai mây thay đổi,
có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Điện Biên, mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Yên Bái nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. Lai Châu mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Sơn La mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C. Phú Thọ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Hà Giang nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C. Tuyên Quang nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.